Alo, Vân, trong phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì nhìn chung nếu chúng ta tiếp tục nhìn về mặt chỉ số thì có vẻ như là không có thay đổi gì cả. Sáng mở cửa ở những cái mốc nào thì chiều đóng cửa cũng ngay những cái mốc đấy. Cái biên độ tăng giảm dao động trong phiên cũng rất là hẹp, khối lượng thấp. Thị trường vẫn tăng 3 điểm. Nó đến từ cái gap up nhỏ nhỏ được mở ra vào đầu phiên sáng và nó cũng đã được lắp lại trong phiên đầy đủ rồi. Và anh chị mình có thể thấy rằng á, là trong phiên nó vẫn có những cái vận động này, vận động kia. Nhưng mà nhìn về mặt chỉ số thì có vẻ như là nó không hề thay đổi gì cả. Thì đó chính là những cái sự điều tiết về mặt chỉ số. Thành ra chúng ta tập trung thẳng vào cổ phiếu, cái vận động của cổ phiếu trong video ngày hôm nay. Anh chị ha. Đầu tiên á, chúng ta nói về dòng dầu khí đi ha. Thì như đã chia sẻ với anh chị mình ở trong video trước, thì BSR khi mà nó tăng lên, rung rũ, điều chỉnh, rớt xuống, tạo một cái gap down như thế này. Thì gap up hay gap down gì nó cũng vậy thôi. Mở gap ra thì 80% nó phải được lắp lại. Thì ngay phiên sau là nó hồi lên nó lắp lại luôn. À, rất là đúng về mặt cung cầu ha. Thì hai phiên kế tiếp liên tục xuất hiện những cái cây tích cung với khối lượng thấp, biên độ hẹp thì xác suất cổ phiếu bùng nổ trở lại rất là cao. Thì hôm nay đánh nhìn chung rất là đúng bài. Với lại BSR thì như đã có chia sẻ thì điểm mua á, thì nó qua rồi anh chị, nó không có điểm mua nữa. Nhưng mà mình vẫn kỳ vọng ở một cái đoạn chạy kế tiếp của dòng dầu khí cũng như là BSR. Tại vì cái vận động ở đây của nó nè, nó rung rũ nhưng mà nó không có khối lượng lớn. Có nghĩa là nó không có yếu tố xả hàng của tổ chức. Mà thậm chí khối lượng nó còn cạn dần nữa. Rung rũ mà khối lượng cạn dần. Hồi phục lên khối lượng còn cạn hơn nữa. Và tạo một cây tích cung khối lượng siêu bé tí như thế này nữa. Ha, rất là nhiều yếu tố tốt. Thành ra mình kỳ vọng là có một cái nhịp tăng kế tiếp của BR để chốt được ở những cái mức giá nó tốt hơn. Vậy thôi. Anh chị ha. Với lại con này nó sàn úp con anh chị. Buổi sáng á, nó không có ATO. Sáng vô một cái là đánh luôn. Nó dẫn dắt đầu tiên luôn, nó tạo những cái hiệu ứng và tín hiệu đầu tiên. Thế là những cái con kia thì nó kết thúc cái ATO của nó, đã bắt đầu nó sẽ có những cái sự lan tỏa theo. Đấy thì xin chúc mừng anh chị nào có nắm dầu khí nha. Thì BSR nó đánh như thế này, nó bứt những cái vùng đỉnh ở thời điểm hiện tại rồi. Thì nó sẽ lên những cái mức giá trong ngắn hạn là 27, cao hơn là 28. Nếu như dòng tiền, cái độ FOMO cũng như là cái độ đeo bám của anh chị nhà đầu tư, mua đua mua đuổi nhiều, thì có thể là cổ phiếu nó sẽ bứt tốc lên những cái vùng giá 27 và 28. Em có chia sẻ rồi, tăng lên là để bán, mình bán được ở mức giá nó tốt hơn thôi, chứ mình sẽ không mua những cái điểm như thế này. Anh chị lưu ý nha. Rồi, với lại cái thanh khoản vượt đỉnh ở đây ấy, thì nó không có gọi là xuất sắc lắm. Nó cũng nhiều nhưng mà ví dụ như 10 điểm thì mình cho 7 điểm thôi, 7 rưỡi 8 điểm thôi chứ không có nhiều lắm. Nhưng mà dù sao nó cũng bứt đỉnh, thì anh chị chờ đợi những cái vùng cao hơn để chốt những mức giá nó tốt hơn. Rồi. BVS nè, cũng vậy thôi, thì con này nó đã phát tín hiệu rồi. ATO là nó đã chạy rồi. Đúng không? Bơm tiền nè, 20 triệu. Sau một hồi lồng vá lồng vòng cái 30, 30.5 như thế này. Rất là nặng. Test lại nền nè. Đúng không? Nhưng mà test lại nền khối lượng thấp. Không có yếu tố lũng nền. Hồi lên, bắt đầu có những con này dẫn dắt bắt đầu đánh vượt luôn. Đấy, bơm tiền vào đánh vượt rất là tốt. Đúng không? Có phải anh chị nhà đầu tư rất là sợ. À, em ở đây nó có thủng không em? À, nó về tới đây là liệu nó có thủng cái nền này hay không? Có nguy hiểm hay không? Đánh lên cái là anh chị mình, à, em ơi có mua gia tăng không? Đấy, à, đó là cái tâm lý FOMO và bán tháo của anh chị nhà đầu tư cá nhân mà thường gặp phải. Đấy, thì đánh vượt lên như thế này, thì bản chất đã có chia sẻ rồi. Đánh vượt như thế này anh chị vui lòng chặn lại ở mức giá 30.5 và 30. Anh chị ha, trong ngắn hạn target của nó khoảng tầm 32 trở lên, khoảng tầm 32, 33 gì đấy. Đấy, tăng lên để bán thôi chứ không có mua, lưu ý. BVD nè, cũng tăng rồi, tiếp tục giờ chặn lãi lên nha. Bây giờ nó là 31.7 mà hôm nay nó tăng, tại vì mấy phiên trước nó tăng quá nhiều rồi. Hôm nay cái việc nó tăng có 1% là chuyện rất là bình thường. Nhưng mấy phiên trước nó tăng ở đây 5%, 3% rồi. Nó tăng ở đây là hơn một cây trần rồi. Đúng mà, thành ra là nhiều anh chị nói, ôi sao hôm nay BVD nó tăng ít hơn vậy? Thì nó tăng bản chất nó đã tăng mấy phiên trước rồi. Đấy, total lại đã bằng nhau thôi. Ví dụ như thằng này chạy 5%, thằng này chạy gần chân. Gần chân ở biên hồ xe nhưng mà nó Hà Nội, ha, hoặc là 6,5%. Đúng không? Thì con này chạy 1% mà nhưng mà mấy phiên trước nó đã nhiều rồi. Nó là như thế nó cũng bằng bằng nhau thôi. Ha, thì anh chị 31.7 thì anh chị dời khoảng tầm 30.5. Ha, lệch khoảng giá đó. Giá con này nó không khoảng tầm vài phần trăm thôi. À, đấy, chặn ở đấy ha. BBT nè, chạy hôm qua rồi. Hôm nay neo lại tại vì cái volume này em có chia sẻ là bức đỉnh nhưng mà khối lượng nó không có đạt anh chị. Nó không có đạt ở đây, thành ra là cái việc mà nó tăng lên nó tích lũy lại là chuyện bình thường. Ha, nhưng mà dù sao á
Khi mà bứt lên như thế này thì tất cả những vùng phía dưới nó biến thành một cái vùng hỗ trợ lớn. Thì hy vọng là nó sẽ nghỉ ngơi ở đây, nó tạo ra một cái bàn đạp để đánh tiếp. Mà hy vọng đoạn sau này con này nó nhanh hơn một tí nha. Dòng tiền nó phải quyết liệt hơn kìa. Ha, đây là một con BVT. Rồi, BVB anh chị thấy đó, nó cũng đánh. BR nó dẫn dắt là bắt đầu những con nhỏ nhỏ nó sẽ đánh theo. Bow nè, Bow hôm nay tăng nhưng mà lên tới vùng này nó vẫn tiếp tục bị bán dập đầu xuống. Chứng tỏ là cái vùng này cái lực bán nó vẫn còn và nó vẫn khá là nặng. Thì em nghĩ con này cần thời gian tích lũy lại thêm. Hôm nay mà mọi thứ tốt như thế này, mà rất là support, rất là hỗ trợ như thế này, mà con này nó đánh lèo tèo như thế này là tương đối yếu nha. À, yếu. Volume vào cũng tốt nè, chứ không phải là không đâu. 20 mấy triệu cổ phiếu, không phải là ít. Mà nó không bứt được cái vùng này, cho thấy vùng này lực bán rất là lớn. À, em nghĩ là nó sẽ tích lũy lại. Bet nè, Bet cũng đánh nhưng mà dạng hưởng ứng nha. Nó không có mạnh lắm. Oi cũng có đánh nè, nhưng mà oi em có chia sẻ rồi, quanh quanh đây chị nên chốt là vừa. Mình đánh đầu cơ đối với những con nhỏ thôi nha. Gas nè, gas thì neo giữ thôi, gas hôm nay không tăng cũng không giảm. Rồi, có con BLX này là con đánh trần nè. À, trong phiên tự nhiên nó đánh trần lên và trần cứng cả ngày luôn. Nhìn chung á, những cái con hàng trụ bo cung như thế này thường mình chỉ dùng để mình nhìn chỉ số của VN hoặc là xu hướng dòng tiền của dòng dầu khí. Chứ mà đánh như thế này thì nhìn chung là cũng rất là khó đoán ha, cũng không có đóng bắt được. Nhưng mà anh chị hiểu rằng là với một cái volume tốt như thế này là khoảng tầm 7 triệu. Đối với nó, với lại đây là một cái vùng nền tảng lớn, đánh thẳng lên cái đỉnh luôn. Cái đỉnh trong vòng 1 năm đổ lại đây rồi đúng không? Đấy, thì nếu như nó tích lũy lại những vùng phía trên hoặc là quá trình rung rũ gì đấy thì có thể chúng ta sẽ quan sát con này lại. Tại dù sao dòng tiền tổ chức nó cũng có bơm vào ở đây. Nhưng mà để coi ở đây trên này nó làm cái gì đã. Ha, thì thôi mình có đánh mấy con kia rồi thì mình cũng không đánh con này, mà con này nó lỏng quá. Ha, mấy cái dòng trụ này đánh này nó cũng tương đối khó đoán. Đấy, thì để coi nó có tích lũy lại nên chị mình đánh hay không. Rồi, dầu khí ha. Tiếp theo là dòng thép đi. Dòng thép hôm nay là cái dòng mà chị mình cũng tương đối lo lắng. Thì con Hòa Phát hôm nay là đóng góp một cái biên độ giảm cho thị trường cũng tương đối. Hôm nay Hòa Phát giảm khoảng tầm 2% với thanh khoản cũng tương đối lớn là 43 triệu cổ phiếu. Rất nhiều anh chị mình lo lắng là Hòa Phát như thế này nó có xấu không em. À, thì cái cách phân tích này nếu anh chị nào mà coi video của em nhiều thì anh chị mình cũng sẽ biết qua. Có nghĩa là Hòa Phát á, ngay từ phiên sáng ra là nó đạp trước rồi. Nè, mới sáng ra anh chị thấy á, là mới sáng ra là họ kéo dòng chứng khoán đầu tiên. Đúng không? Họ kéo dòng chứng khoán nhưng mà kéo FOMO. Có nghĩa là kéo lên xong mà bị đạp ngược. Em đã có chia sẻ rồi, những cái vùng chứng khoán bây giờ là nó đang tăng trong ngắn hạn quá nhiều. Thành ra hôm nay anh chị thấy rằng là dòng chứng khoán có một cái đoạn nó tăng lên rất là nhiều. Xong mà nó bị bán ngược đầu xuống. Nhưng mà Hòa Phát á, ngay từ sáng là nó đạp rồi. Mới vô cái nó đạp liền. Và hầu như là 43 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay. Nó hoàn toàn khớp lệnh ở những cái mức mà 55.9 tới 55.6. Là quanh cái biên độ 3 like đó. Vô ATC thì nó đạp xuống tí xíu rồi còn 55.3 thôi. Ha, nhưng mà quan trọng nhất là đa số cái volume ngày hôm nay, 80% volume ngày hôm nay nó đều khớp ở quanh những cái biên độ như thế này. Thì anh chị hiểu rằng nó là một cái vùng kéo co. Ha, có một cái lực bán rất là lớn, 43 triệu đè xuống. Nhưng mà tại sao cổ phiếu nó không gãy? Nó chỉ test lại cái vùng đáy này thôi. Mà mới sáng ra là nó giảm rồi. Đúng không ạ? Mới sáng ra mở mắt ra anh chị thấy là Hòa Phát nó đã cố tình nó đã giảm được một khúc rồi. Nó giảm xuống thẳng 56 rồi. Và trong phiên á, có những lúc mà họ đạp trụ rung lắc là có nha. Và hôm nay vẫn có một cái đoạn rung lắc nhất định. Nhưng mà Hòa Phát nó lại không giảm nữa. Nó chỉ giảm tới nhiêu đó thôi. Nó giảm thêm khoảng tầm 1-2 like nữa thôi. Và hoàn toàn là cái lượng cổ phiếu cực lớn này nè. Nó cũng khá là lớn. Nó khớp liên tục ở quanh những vùng này. Nếu mà một cái lực bán 43 triệu thì ai là người đỡ 43 triệu lên để giúp cho cổ phiếu nó chỉ giảm khoảng tầm 2% như thế này thôi. À anh chị ha, thì em nghĩ là yếu tố này là họ đè xuống. Để họ gom thêm những cái lượng hàng ở phía dưới. Tiện thể họ test lại cái vùng đáy này luôn. Ha, thì theo em thấy rằng là những cái vùng này là những vùng rất là bình thường. Ha, những cái vận động này của Hòa Phát thì cũng không có vấn đề cả. Thường á, nếu mà cổ phiếu á, nó đạp thủng nền á, thì mình mới lo. Còn nếu mà nó đạp như thế này á, với lại anh chị nhìn thêm một cái điểm nữa, anh chị thấy là nó có một cái yếu tố mà mình đáng chú ý. Đó chính là cái lượng kê lệnh ở đây nè. Trong phiên á, Hòa Phát á, nó kê bên cái góc đặt bán này nè. Mỗi like là nó kê 1 triệu. Ở dưới đặt mua á, nó kê cũng 1 triệu. 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu mấy. Nó kê rất là ghê. Nó kê kiểu đó, cổ phiếu không thể lên được. Nhưng mà nó cũng không thể giảm được. Anh chị hiểu là như thế. Đúng không? Tại sao? Tại vì kê bán mấy triệu. Là nó phải mua, phải có một cái lực mua nào để nó mua hết mấy triệu thì cổ phiếu nó mới nhú lên.
Nhưng mà ngược lại nó kê mua ở dưới cũng mấy triệu, thì có nghĩa là nó phải có một cái lực bán nhiều dữ lắm mà nó đục được mấy triệu đó thì nó mới tụt xuống tiếp. À, anh chị hiểu là như thế. Đó là cái cách mà tổ chức họ kê hai đầu, họ kẹp cổ phiếu cứng nhắc luôn. Bản chất á, nhìn volume thì to, nhìn biên độ giảm thì nhiều, nhưng bản chất hòa phát hôm nay nó chỉ dao động có hai lai thôi, có nghĩa là từ 56 cho tới 56.7, à, 56 tới 55.7 đấy. Đó là hai cái vùng biên mà khớp lệnh lớn nhất của hòa phát ha. Anh chị nhìn trong phiên cái cách vận động của nó, anh chị sẽ thấy nhìn chung là đây là một cái sự trao tay hay là sự đỡ giá gì đấy, hoặc là nó tạo tâm lý, anh chị thấy đỏ, anh chị thấy giảm, anh chị nó thấy lủng lủng gì đấy, anh chị bán ra. Nhưng bản chất bán là nguyên cái đống mua này là nó ăn sạch, nó kê sẵn ở đây nè, cứ ai bán thì cứ bán thì nó mua hết. Nó nè, anh chị thấy nó kê 5 triệu cổ phiếu đây nè, nó sẵn sàng luôn, là kê sẵn mua luôn, ai bán thì nó mua hết. Anh chị hiểu là như thế. Anh chị ha, những con này thanh khoản nó to lắm. Nhà tôi cá nhân bây giờ cầm 1 triệu Hòa Phát cũng không phải vấn đề gì đó quá lớn. Anh chị ha, người ta có tiền tươi, người ta margin lên cầm 1 triệu là bình thường. Cầm 500k tới 1 triệu Hòa Phát cũng không phải là con số to. Ha. Đấy, thành ra là cái việc mà tổ chức họ cố tình họ đạp, họ tạo ra một cái biên hấp thụ test lại đáy như thế này, em đánh giá ok. Cái quan trọng là gì, anh chị cứ chờ đợi thôi, quá trình rung rũ này như thế nào, đúng không? Tại sáng mới ra là đạp mớ rồi, anh chị chờ khi nào mà nó hấp thụ lên, nó test cung lên, đúng không? Anh chị chờ đợi những cái cây đó, anh chị đánh gia tăng là phải, cứ quan sát bình thường không vấn đề cả, đúng không? Anh chị đừng có đu trên cái đợt này gì đấy thì anh chị lo lắng thôi, anh chị mua những cái vùng tiêu chuẩn, anh chị mình quan sát cứ thoải mái ha, tại vì bản chất nó cũng có đỡ đây ha. Rồi những con thép khác thì sao? Hoa Sen cũng vậy nè, nó cũng test lại cái vùng đáy này của nó thôi, nó giống như những cái phiên này nè anh chị đó. Anh chị thấy là đạp xuống khối lượng to không? Mai giật lên, đạp to mai giật lên. Có nhiều anh chị hỏi em là mua bắt thép chưa, cái cây này khả năng nó là đáy đấy. Góc nhìn quan điểm của mỗi nhà đầu tư họ sẽ khác nhau, đúng không? Anh chị thấy là những cái cây đạp xuống nè, khối lượng rất là to nha, đúng không? Phiên sau nó hồi lại lại ha, nó đỡ chị. Ví dụ như nói anh chị nói hôm nay là 43 triệu là xả, đúng không? Xả nó phải sàn chứ. Tại sao tự nhiên cái thằng nào bỏ ra bốn mấy triệu mua lại đây mà giảm 200%? Nó phải có lực đỡ nhất định ha, cái lực đỡ nó phải cân bằng, cái cọng dây kéo co nó không có bị nhích quá nhiều ha. Vậy nên anh chị cứ quan sát thôi, anh chị đừng có tiêu cực quá về dòng thép, lưu ý nha. Đấy, những cái biên này nó test hai đáy thì nó bật lên nó sẽ mạnh hơn, tại vì nó rủ ra nhiều. À, Hoa Sen á, thì cái biên độ nó giảm nó nhiều hơn chút, tại vì sao? Bản chất anh chị hiểu Hoa Sen là dòng đầu cơ, nó giảm nhiều thiệt nhưng mà khi đánh con đánh trần. Con Hoa Sen lúc nào cũng vậy, nó bật lên là chị thấy là những cái lần bật, lần nào bật cũng gần trần hết, tại nó là hàng đầu cơ ha. Những cái hàng xương sống và hàng chính á, thứ nhất là nó bị phụ thuộc vào chỉ số của VN-Index, nó đánh không thể nào mà vung tay qua khỏi đầu được. Hòa phát mà đạp mạnh hơn á, VN-Index không bao giờ mà đóng dấu gạch như ngày hôm nay đâu, ít nhất nó phải giảm mấy điểm. Là Hòa Phát là con tỷ trọng cao, nhưng mà bù lại có một cái lợi á, là khi Hòa Phát tăng lên và giảm xuống nó rất là, cái biên độ nó rất là an toàn, đi tiền lớn được, với lại nó không bao giờ đạp quá tay. Còn những con này á đạp gắt lắm, đạp lần mười mấy phần trăm mà hồi lên cái là hồi trần đó, là đánh cái biên nó khắc nghiệt hơn, nó gọi là dòng đầu cơ và dòng dẫn dắt ha. Điểm mạnh của Hòa Phát là nó lên có thể là nó hơi bò bò tí nhưng mà người ta mua được nhiều, nghĩa là khi rơi nó rơi ít đó, nó rơi rất là ít, tại vì rơi nhiều là chỉ số VN-Index đi bụi ngay, lưu ý nha. Còn con Hoa Sen này là nó là mid cap, đúng không? Nó dòng lớn nhưng mà nó thuộc hàng mít, thì cái biên nó to hơn rất là nhiều. Ăn anh chỉ có thể ăn dài nhưng mà rớt nó rớt cũng mạnh đấy, thì nó cái giá phải trả thôi, tiền nào của đó anh chị ha. Nam Kim cũng vậy nè, rơi rất là gắt, nhưng mà thật sự là Nam Kim nó cao như thế này rồi, cái việc nó rơi mà khối lượng lớn này em không đánh giá cao lắm, thì đã có chia sẻ rồi, nếu mà Nam Kim cầm tiêu chuẩn thì cũng không ai lỗ đâu. Mà nếu Hòa Phát nó cân bằng và nó hồi thì con này nó cũng sẽ có hiệu ứng hồi theo, nhưng mà hồi anh chị nên bán đi ha, tại dư địa con này nó dài quá rồi, trong ngắn hạn con này nó sẽ không đẹp lắm, mấy con kia đẹp nghĩ bình thường nè, đúng không? Không biên đổi hết. Con Hòa Phát sẽ là con hoàn toàn quyết định, nó tăng tất cả anh em nó sẽ tăng, nó giảm thì có thể anh em nó sẽ giảm 1 tỷ anh chị nha. Rồi nói chung Hòa Phát thì nhiều anh chị tiêu cực chứ thật ra nó thấy rất là bình thường, thật ra đủ nhà ra tốt anh chị ha. Những người nào mà họ còn lưu luyến gì đó ở đây cầm á, họ sẽ bán ra thì nó sẽ là một viên hấp thụ đó tương đối ok hơn. Đấy, khi nào mà nó bật tăng lên trở lại và nó tạo ra những phiên test cung thì lúc đó mình sẽ đánh gia tăng anh chị ha. Những cái sự điều chỉnh này là những sự cần thiết. Rồi dầu khí nó băng nè, cũng có đạp theo thị trường lắp lại gáp nè, có cái gáp hở hở đây nè, lắp lại rút chân lên khối lượng rất là thấp ha. Đây là những, nói chung là nó đạt target rồi anh chị,
Nhiều anh chị thấy rằng khi mà anh chị thấy dòng băng đánh được cây, anh chị bán mấy dòng kia, anh chị đua băng là nhiều khi T3 vậy nó lại không có ăn. Thì đúng anh chị, tại sao? Thì mình mua phải mua dưới này anh chị. Đây là móc target đầu tiên cho những người ở dưới, đúng không? Em có chia sẻ rất nhiều video rồi. Thì anh chị chờ đợi cái móc tiếp theo để anh chị đánh tiếp. Chứ anh chị mua ở đây thì đương nhiên anh chị mua trong pha tích lũy, thì anh chị phải chờ đợi. Ha, phải chờ đợi những cái nhịp nó test cung thành công này nó sẽ đánh lên. Nè, liên tục là những cây test cung này. Anh chị chờ đợi những mức giá cao hơn của ACB, mức giá 36 nha. Rồi, BID nè, có những nhịp đạp quá xuống nè, dù sao con này cũng là trụ mà. Quá xuống, giật lên khối lượng bé, nói chung là rủ tốt. Ha, những người nào mà họ sợ mất lãi, họ sẽ bán ra những cây như thế này. Nhưng mà khối lượng không cao chứng tỏ là tổ chức họ không bán, họ vẫn neo ở đây. Ha, thì nhưng mà con này em cần tích lũy thêm, em chưa đánh giá được. Vùng này anh chị nên bán bớt đi. Ha. Còn đánh giá tiếp hay không thì em chưa đánh giá, tại nó phải một vài phiên nữa để coi coi nó tích lũy tốt hay không, để nó có dư địa để nó chạy lên lại 46 hay không nha. BVB nè, à, cũng bình thường đó anh chị, đâu có bị gì đâu, khối lượng thấp bé tí tí, cứ chờ thôi, đổ ở đây ha. Những dòng tích lũy mà tích lũy nè đã view sẵn rồi, giờ phải tích lũy chứ, nó là breaking giảm chị phải cho nó nghỉ xăng chứ, đúng không ạ? Tăng nè, vùng này anh chị canh cơ cấu đi ha, tùy anh chị cơ cấu những cái vùng đó là ok rồi. Con liên việt này nếu nó break kênh giảm thành công mà nếu nó tích lũy ở đây đẹp, em sẽ hướng dẫn anh chị mình mua mới luôn, nhưng mà chưa phải bây giờ, chờ thôi. MB nè, đánh thì chậm thiệt chứ thật ra anh chị có lỗ đâu, đúng không? Linh sinh thôi, nhưng mà những con này nó nuôi tốt anh chị, ăn biên rất là dài. Những con tích lũy nền tảng dài đúng, nó lên rất là mạnh. Những con này anh chị phải nuôi. À, con MSB test lại vùng đỉnh này một lần nữa mà khối lượng bé tí à. Nhìn chung á, sẽ có người họ đua vào cái cây này thì em nghĩ là sẽ rung rũ thêm một lần nữa để chắc chắn là những cái lượng họ đua vào cái cây nổ thứ hai này nè chỉnh về đây là lỗ tiếp à, rồi bắt đầu nó sẽ bật lên và nó cân bằng lại thì em sẽ hướng dẫn anh chị đánh sau ha, cứ chờ nó rung rũ ở đây tí đã. OCB nè, à, OCB mình chờ một cái cây tích cung của nó đúng không, nhưng mà nó chưa tích cung mà nó lại đi test nền. Anh chị ha, nó lại đi test lại cái nền này thì bình thường thôi, khối lượng thấp nè, anh chị chờ đợi nó hồi lên cái đã, nó cân bằng ở đây thì em sẽ hướng dẫn chị đánh sau ha. Thì cái biên nó tăng vậy rồi đúng không, nó cũng có một biên tăng nhất định mà lợi nhuận là có mà, ai đu thì đương nhiên là không có lợi nhuận nhưng mà người dưới người ta cầm đã có rồi ha. Cái việc mà rung đủ ở đây là chuyện rất là bình thường, người ta có lãi mà ha. SHB nè, SHB chia cổ tức đúng không ạ? Nhìn chung á, nếu anh chị nào mà có SHB mà cầm được giá vốn thấp, anh chị nên nắm giữ và lấy những cái quyền chia này của SHB nha. Nó sẽ khá là có lợi về về sau đánh dài á. Đánh ngắn thì đánh, anh Hiển mà hàng đánh ngắn thì anh chị đánh không có phù hợp đâu anh chị. STB này. Vẫn tăng này đúng không ạ? Đâu có bị gì đâu. Đúng không? Nó cứ bò lại như thế này thì xác suất là 30 nha. 30 để mới có phản ứng mà tiền con này vô rất là tốt nữa. TCB nè, à TCB hôm nay rủ lại, lắp lại đúng cái phần gap up mà nó mở ra ở đây. Anh chị để ý con TCB để đánh cái kiểu như này nè, nó nổ lên nè, nó chỉnh. Chỉnh rất là ghê nha. Nhưng mà nó nổ lại là vượt. Lúc nào cũng vậy hết. Đúng không? Thành ra con TCB này anh chị phải mua đúng điểm và anh chị nắm giữ thôi. Ha, tại vì nó chưa thật sự bứt khỏi cái vùng kháng cự này. Khi nào bứt á, thì anh chị mua mới sau. Còn anh chị mà đu vô mấy cây break như này nè, kiểu gì anh chị cũng ăn chỉnh nè. Đúng không? Đánh nó rất là khó ăn, tổ chức nó không muốn cho nhà đầu tư đánh T cộng ăn những con như thế này. Anh chị lưu ý nha, nên nếu cầm ở dưới thì rất là vô tư với lại chỉnh như này bình thường mà anh chị. Đúng không? Những cái đạn này chỉ cần mà nó úp lên lại thì nó sẽ lên 56. Ha, bản chất cổ phiếu không có gì xấu cả. Lưu ý ha. Với lại những cái con mà nó đánh mà nó chồng lên như thế này nè, nó tạo ra rất là nhiều hỗ trợ. Tổ chức nó xây những cái này rất là cực. Nó phải đổ lên, đạp xuống, đỡ lên, neo lại. Ha, giống như họa sĩ mà đi vẽ tranh mà nhiều họa tiết vậy. À, rất là tốn công đấy, là tốn tiền họ xây những cái nền chồng nền như thế này ha, thì chính vì vậy mà nó sẽ có nhiều cái tầng nó bảo vệ cổ phiếu và nó siết chặt. Nó giống như con Hòa Phát hồi xưa khi mà nó chưa bất đỉnh vậy, nó đánh rất là chặt chẽ, nó đánh mà nản luôn á, đánh mệt với nó luôn á, đúng không? Nhưng mà khi nó bứt lên bứt rất là mạnh. Những con này anh chị phải nuôi nha, những con là đánh là phải nuôi nè, đánh nè đồng giá đồng vòng rất là bực mình, về sau chạy rất mạnh. Những cái đạn này cũng vậy nè anh chị ha, Hòa Phát sống nào sống nấy là đánh khó chịu lắm. Hòa Phát có những cái đạn mà nó gọi là nền tảng đi lâu lắm, đi một hồi nó chạy cái biên rất là xứng đáng, anh chị lưu ý nha ha. Đó là bản chất của những con tích lũy lâu. Những con này anh chị phải nuôi, mua đúng điểm và nuôi
và chờ đợi những cái điểm bứt phá thật sự thì mình mới đánh gia tăng, hoặc là hướng dẫn anh chị mình mua mới tiếp anh chị ha. Cái công sức của những người cầm ở đây là họ hưởng ở trên này nè, còn những người đu về sau này chắc chắn là sẽ khó ăn hơn, và phải chờ những cái điểm tích cung mà anh chị hãy đánh, đừng có vô sớm. Lưu ý nha, sẽ có những cái móc. Nhiều khi ở dưới anh chị mua lên, anh chị thấy bắt đầu nó nhú lên, anh chị mới vô thì đương nhiên là nó sẽ chán rồi. Để gặp chỉnh thì sao mình nhanh được. Ha. Tâm lý mà cứ đua qua đua lại, anh chị đua chật nhịp cái là nó nằm im hoài luôn. Vậy ha, chờ ha, nó bo lại rồi mình sẽ có nhận định tiếp. Nè, giảm hồi bật lại nè. Đấy, nhìn chung thì nó vẫn đi trong nền thôi. Chỉ là nó chưa bứt phá để lên được cái mốc 33-34 như mình kỳ vọng thôi. Anh chị cứ chờ đợi. Ha. Những con VRE này đã có chia sẻ từ đầu, đánh là phải đánh trung hạn anh chị. Những con là breaking giảm là đánh lâu lắm. Nhưng mà biên nó sẽ to thì nó là vùng đáy. Ha. Sale vẫn tăng nè, nhưng mà tăng khối lượng bắt đầu thấp nè anh chị nha. Không đáng tin cậy lắm. Chặn lãi thì được, tuyệt đối không mua nha. À, mình chờ mấy phiên nè, mà cuối cùng nó cũng đánh rồi thôi. Để coi nó có test lại vùng này hay không. Anh chị cứ tiếp tục cầm nắm ha. Nó đánh rồi thì thôi ha, đánh rồi thì giữ. Chừng nào mà nó neo đây lâu quá thì mình mới bỏ thôi. DRC nè, DRC thì anh chị chú ý con này nha. Đánh ngắn thì lên khoảng tầm 38-39. DRH nè, lắp gáp thành công nè, hy vọng là nó sẽ đánh lên lại cái đỉnh cũ này. Để coi như thế nào. GVR nè, vẫn tích lũy thôi, bị bán tục đầu nè, em nghĩ là tích lũy thêm một vài phiên nữa thì có thể là có điểm mua GVR ha. Điểm mua DRC thì đúng ra anh chị phải mua dưới 36. Chị A đã giới thiệu anh chị mình ở hai video trước rồi. IDC chặn nha. KBC nhìn vậy chứ vẫn chưa test đỉnh, anh chị chờ thêm một vài phiên nữa đấy. Con này tích lũy càng lâu càng chán á, đánh nó mới an toàn, tại cái lượng nhà đầu tư đu con này nhiều lắm ha. Giờ bây giờ nó xả thêm cây nữa cái tự nhiên nó tuột lại liền. Nó tuột á, có thể là nó không có tuột luôn đâu, nó về đây nó đỡ xong mà nó lại lồng giá lồng vòng ở đây nữa. Đó là cái vấn đề mà cái con này gặp phải nè ha. Tại vì nó không phải bứt thoát, nếu nó bứt luôn thì được, bứt luôn thì ngon anh chị ha. Cũng đánh lên nè, test đỉnh nè, chờ test đỉnh. Con này giờ chặn, con này vẫn chưa nhú lắm, chưa nhú thì chờ thôi. Vẫn không qua được ha. Quanh 24, con này giờ anh chị, giờ nha. Nó hở gáp như thế này, kiểu gì nó cũng sẽ lóc đó. Anh chị thấy là càng tăng lên cao, khối lượng càng thấp nè. Tổ chức nó không mua trên cao đâu anh chị, nó mua ở dưới rồi. Nó đẩy lên đây là nó bán cho anh chị đó, anh chị lưu ý nha. Những cái con này rất dễ xuất hiện buy in clean mắt nha. Buy in clean mắt là sao? Có nghĩa là những cái điểm mà hưng phấn nhất, ai cũng muốn mua cổ phiếu thì cái điểm đó là điểm chết đầu tiên. Điểm chết khi mà cổ phiếu nó gãy luôn á, nó gãy xuống như thế này và nó tạo ra một cái chu kỳ phân phối ở phía sau. Rất là nguy hiểm. Và cái thương á thì đương nhiên là những cái mã đó là nếu mà có buy in clean mắt là nó phải là cực kỳ hưng phấn nha. Không ai nghĩ là nó gãy thì nó mới xuất hiện buy in clean mắt. Anh chị ha, thành ra anh chị có anh chị cứ cầm chặn lãi lên ha, chỉ là không mua thôi, chứ cầm thì cứ chặn lên. Quay đầu thì bán. Thủy sản không có đánh giá thêm VRD. Dòng chứng khoán có dấu hiệu FOMO. Đây nè, FOMO nè. Nè, FOMO nè, ai đu trên đợt này cái nó đạp ngược lại nè, thấy không? Nó tạo ra những cái hiệu ứng FOMO nè. Bản chất là nó đang cần sự chỉnh, nhưng mà sáng tự nhiên em thấy mới vô là nó kéo chứng khoán liền luôn, nó kéo sớm lắm. Mà volume nó bé tẹo à, mà nó kéo nó biên rất là to. Đấy, đu vô một cái là dính ngay nhịp FOMO ngay. Tại vì bản chất á đúng ra là nó phải có những cái nhịp nghỉ ở đây thì nó mới đúng, nó mới là hợp lý, nhưng mà tổ chức họ muốn FOMO lên một cái để họ kiểm tra cái tâm lý đua giá của anh chị nhà đầu tư như thế nào. Đấy, nhìn chung là rất là nguy hiểm. Thành ra như là có chia sẻ thì nó tăng hoài là anh chị tránh mua, anh chị chờ chỉnh thôi ha. Thì nó chỉnh như này đúng bài, có thể là nó làm một cái cốc tay cầm hay là quay cầm gì đấy. Nhưng mà riêng con VND là cái con không chỉnh nha. Con này nó chỉ chỉnh trong phiên rất là mạnh, mạnh thì dơi lên, mình có hàng mà, có hàng là vua gì ha. Bình Di đạp rất ghê ha, mà đỡ lên. Bản chất á, vận động cổ phiếu thì không xấu ha, nhưng mà nó tạo ra hiệu ứng giảm của VN thôi. Cách cung là không biết là mai có đánh hay không, đánh hơi lòng vòng ha. Nhưng mà đúng về cung cầu thì cái cây này mai đánh. Masan nè vẫn chưa bất đỉnh với khối lượng lớn, chưa đạt. FPT nè, cây này là mai đánh nếu đúng. Đấy, mai á đẹp nhất á, là nó đánh lên thẳng cái đỉnh này nè, bắt đầu nó test lại, nó test lại cái vùng này, nó hấp thụ lại cái vùng tích lũy này, người ta còn kẹp hay không ha. Con này đánh tăng trưởng một tí, nhưng mà lên tới đây có thể là mình mua thêm ha. Anh chị nào quan tâm, anh chị xem video, anh chị có thể lấy vị thế FPT. Thép xây dựng
vẫn chưa có dấu hiệu ha. Nè, năm long rồi nè, con này vẫn gạch đường kẻ rồi. Những cái trạng thái gạch đường kẻ thì anh chị chủ động thôi, càng lên anh chị bán bớt dần trên đà tăng. Nó đường kẻ lên được thì nó đường kẻ xuống được nha. KDH cũng chưa có dấu hiệu. Em là em bán con này rồi nè. Ha. Tại vì em đánh mã khác ha. Tại vì em cơ đơ gì đó. Cân đối sao cho nó phù hợp thôi. KDH nè. Đây ha, mình bán chốt lãi thôi, không có gì cả. Đạt biên thì mình bán. ETA là tăng nhưng mà hở gáp nha. Nó quay đầu bất cứ lúc nào nha, có thì cầm thôi, không mua. Vẫn chưa test nè. Con này cũng vậy nè, có thì cầm thôi nha. Nó bay in clean mắt bất cứ lúc nào đó. FCN ok nè. Ha, nhưng mà có anh chị cứ cầm, không mua. Đất xanh bắt đầu nó lẹt đẹt rồi nè. Khối lượng to mà giá không tăng, anh chị lưu ý nha, nó sẽ chỉnh bất cứ lúc nào đó. Đúng ra con này nó phải chỉnh sớm sớm một tí. Nó làm gì nó kích thích anh chị đua giá nè. Neo nè. Đây nè, hở gáp nha, tăng trần nha. Khối lượng siêu bé, tổ chức nó không mua đâu anh chị. Nó kéo lên thôi chứ nó không có mua đâu, nó đã bán ở đây rồi. Lưu ý nha, những cái trạng thái này trạng thái FOMO nè. Có thì cầm thôi, không mua, lưu ý. Nó quay đầu bất cứ lúc nào, anh chị lưu ý nha. Con này chưa đủ đạt. BVH nè, nói chung tích lũy một vài phiên nữa thì BVH sẽ là điểm mua tiếp theo, anh chị cứ chờ. Zamadet nè, tích lũy lại nè. HH chưa test đỉnh thành công nè. Lướt qua thôi ha, tại vì không có gì đặc biệt. Con này cứ chờ lên thôi, tại tích cung nổ sụp liên tục, khối lượng thấp dần, chờ đánh thôi. VGT vùng này đã có chia sẻ đúng không, anh chị có thể chủ động bán, tùy ha. Em không tư vấn thêm, cứ giờ lên thôi. Con này vẫn chưa chạy nè, nó hơi nặng ha. Cái sự đeo bám của TNG khá là nhiều đấy. Trụ nè, Vinamilk nè, à có lắp lại gáp ha, mở gáp ra lắp rất là uy tín. Rồi chờ nó bật lên thôi. Bật lên 92. Trụ lướt qua xem như thế nào. Có đạp, có kéo nè, nó lung phiên nè. Nó kéo BLX trần mà nó đạp BNG nè. Đấy, ha, đạp cái cây này chắc cũng sàn. Đúng không? Đúng sàn không? Đúng rồi, gần sàn. Ha, đấy nó cân qua cân lại thôi gì. Gần sàn kéo lên giảm 2%, đỡ chỉ số là chính. Anh chị nhìn vào đi index là anh chị thấy nè. Trong phiên á, thật ra là nếu anh chị nào mà có thời gian á, mình nên tập nhìn mấy cái này. Đây anh chị, chắc chắn là dùng cái này để đạp cái đạn này nè. Nó đạp lại, nó test lại nền nè. Nó test lại cái vùng này nè. Bật lên lại nè. FOMO đạp xuống lại chỉnh nè. Đó, những cái cây này là nó sẽ có tác động của chỉ số hết anh chị ha. Con Hòa Phát nó không tác động đâu anh chị, tại sao? Mới sáng vô đạp mất tiêu rồi, bản chất nó có đạp thêm đâu mà nó ảnh hưởng vào độ giảm. Đúng không? Nó sẽ điều tiết trụ là nhiều, còn Hòa Phát nó chỉ mang tính chất hấp thụ thôi, anh chị lưu ý là như thế. Ha, những cái biên này anh chị sẽ thấy là cái vận động của thị trường như thế nào. Mình nhìn cái biên độ nhỏ để mình biết được cái vận động kỹ hơn nha. Ừ. Vì với trong phiên á, em là em bật cái đây là phải 15 cái tab. Em có hai cái màn hình em chia bên đây mấy cái tab nữa. Đấy, nhìn vậy nó bao quát được. Chứ nhìn một mã không là hơi, hoặc là nhìn bảng điện không, nó không có đủ đâu anh chị. Dạ rồi, thì nhìn chung á, mà đi thì anh chị mình cứ có dòng nào cầm dòng đó thôi. Nó vẫn rất là ok. Những cái dòng mà đang chỉnh á, anh chị chờ đợi. Chỉnh xong là số điểm mua tiếp theo. Anh chị ha, dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha. Vậy đi ăn tối nay xem video của em. À, những thông tin của em dưới phần mô tả ha, cũng như là những cái khóa học vào cuối tháng anh chị mình có thể đăng ký. À, đăng ký mình có thể một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất. Giới thiệu với mình, có thể giới thiệu với anh chị đồng quan điểm đầu tư. À, cũng như là có thể đồng hành. À, em sẽ hỗ trợ những cái hệ thống đầu tư của em anh chị ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều.